Hello anh em nha. Thì anh em vô đây, anh em nhìn tựa đề là mình biết anh em vô đây để tìm cái gì đúng rồi anh em. Thì cũng khá là thời gian lâu lắm rồi mình mới quay cái lại chiếc siêu ớt cho anh em xem đúng không? Đó, thì ngày hôm nay cuối cùng mình lấy nó về chính thức nhập đội mình luôn nha anh em. Đó, còn đây là chiếc siêu ớt 62 inch, là lơ đi FPU ngoài này anh em. Đó, thì mình sẽ nói luôn cho anh em, nhiều anh em chưa biết, còn anh em nào mà đã biết rồi á thì chắc chắn sẽ biết cái xe này như thế nào ạ. Siêu ớt hình sự anh em. Còn đây là cái chiếc rim 54 inch của mình anh em. Đó, thì giờ lỡ mình sẽ review lại chi tiết hai chiếc xe này cho anh em xem, cho có khi nào anh em không biết nha. Đó, thì cũng sau bao lần nói chung là chiếc rim này chinh chiến với mình khá nhiều cuộc tour anh em, nhiều chặng đường rồi, giờ phải cho nó nghỉ mệt, lấy thêm chiếc này về góp sức anh em, nói chung đi thay phiên nhau. Đó, chiếc này là siêu ớt 62 inch. Ngoại hình thì ở bên ngoài anh em, đó, anh em nhìn như y chang một chiếc xe Vinh vậy anh em. Đó, dàn áo Vinh, bánh Vinh, chỉ có bánh chiếc Camry thôi. Đó, nói chung nhìn vô như xe Vinh vậy thôi, bộ em. Nhưng mà được cái FI nha anh em. Anh em nhìn vô nè. Đó, để mình mở này ra cho anh coi gốc cái tốn tiền của chiếc siêu ớt này. Chiếc này cũng đi tour thôi anh em. Cho thêm một cái cản titan, nói chung xe này chưa dọn anh em. Để mai mốt có tiền mình dọn cho anh em xem. Đó, anh em thấy lạ không? Đọc không? Này là bộ bơm xăng điện tử FI anh em. FI là có nghĩa là mình canh chỉnh máy tính được đó anh em. Còn đây, nói chung ngoại hình nó chỉ duy dinh thôi, nói chung có chỉ có vài món mâm cam mừ, đồng hồ điện tứ, rồi chó xì hello, phục racing boy đồ, kể người ta nói chung sơ sơ thôi, với lại được mớt đi Salaya hơn. Nói chung có tiền mình sẽ dọn lại chiếc này. Còn đây là chiếc rim của mình anh em. 54 inch. Đó, full xanh liền Excel. Nói chung là chiếc xe này mình gọn cũng ken lắm anh em, nhìn cũng con ken, trợ lực sườn SS, bình Uma ga dẹp 28, cục máy 54 inch. Thì lát nữa mình chỉ giờ bắt đầu mình sẽ nổ máy hai chiếc luôn cho anh em coi nha. Hai chiếc xe này mình bữa giờ mình để lâu quá rồi mình cũng chưa nổ máy luôn, xe không có đề lúc hết bình luôn nè, để không nổi hết bình luôn, để mai mình phải đi sạc mới được. 54 inch thì tái giò nhà nổ. Còn chiếc siêu ớt bình thường đề cũng nổ luôn anh em, mà xe siêu ớt nó cũng hết bình luôn rồi anh em ơi. Máy móc nổ cũng êm, bình bông bút đem, xe này cũng đề không nổi, không hết bình luôn rồi, để lâu quá anh em. Còn bật xi nhan nữa chứ, xe không biết thả giò nở không nữa nè, cũng thả giò nổ luôn. Này là FI đó, cho nghe tiếng máy hai chiếc nha, mình nghe chiếc 54 nó còn to hơn cái chiếc 62 nữa nè. Nó này 54 này em thấy không, nghe rõ không? Còn đây là chiếc 62 xe hết hình sự, không nghe một tiếng động luôn anh em. Đó, giờ mình chiếc riêng mình phải được rồi, mình tắt nha. Đó, đó như này trời, yên tĩnh lại liền luôn. Trời ơi trời, 62 đó anh em, tin được không? Nhìn như Vinh đó. Thì lát nữa giờ mình sẽ bắt đầu mình lấy cái xe này mình chạy vòng vòng trải nghiệm cho anh em coi, cho anh em nào chưa biết thì sắp tới mình sẽ ra nhiều cái video về cái chiếc siêu ớt này cho anh em xem nha. Ok, bắt đầu giờ mình sẽ bắt đầu lấy xe này đi cho anh em coi nè. Không, let's go thôi anh em, mình mới vừa lấy nó. Còn siêu ớt này chạy đã lắm anh em, mình khoái cái là mình khoái cái là nó êm, nó nổ như Vinh vậy anh em, nhưng mà được cái nó lực nữa đó nên mình thích. Nên mới có tiền mình sẽ dọn lại chiếc xe này cho anh em xem, mình mới vừa lấy xe này hết tiền luôn rồi anh em. Tại vì mình biết anh em thích cái xe này nên mình lấy luôn. Thả giò nổ, xe đều không nổ nha anh em, nhưng mà đi để lâu quá rồi, xe để lâu không đi anh em, cái thằng chủ xe đi lính rồi, để lâu không đi nên mình mới lấy về anh em. Ít ơi anh em à, này đó, giờ mình chạy cho anh em coi nè. Thì bình thường anh em nghe như một cái chiếc xe Vinh giống kiểu xe Vinh đổ bô sang lửa vậy anh em. Đó đây giữa này, ganh ti này, trời ơi là trời, nó êm ru luôn anh em ơi. Xe này mà ra là mấy chiếc rider rồi thôi chứ hết sảy luôn anh em. Trong nó êm thực sự luôn á. Điều cái bô e, cái bô e nó còn kêu to hơn lại cái bô nữa anh em. Nhưng mà được cái anh em xe này để bô e Vinh luôn. Bô e Vinh móc, bô e Vinh à. Thấy không, thấy hợp bô e không, Vinh luôn. Đó, chạy như xe Vinh vậy anh em. Được một nội chạy nổ tăng nữa chứ.
cho nó tăng 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 tăng. Trông mắc cười ghê anh em, chạy nhẹ nhàng lắm anh em. Đó, chặn là có liền. Chặn là có luôn, chạy như một chiếc xe Vinh. Nói chung là chạy cái xe chứ cảm giác cái xe này chạy thích lắm anh em, bao bay bổng luôn anh em ơi. Cái xe này mà bay bay tới chị luôn á, mới bữa giờ canh xăng canh cộ anh em. Nhưng mà xe này mà muốn mạnh là phải vô thêm cái ít một ít đồ chơi nữa. Đó, nói chung về cục máy giả bộ có cái bàn này nô bỏ lên quýnh cái nữa anh em cho nó tròn hết. Xe giống kiểu vừa đang bình nhỏ bô em thôi anh em, không khác gì hết. Em gu xe này chắc không dưới một xị rưỡi gì bé đâu anh em, da tóc nó lị quá trời luôn. Chạy mà hít ngừng ra sâu gì luôn á, dặn cái là hít ngừng ra sâu gì luôn á anh em. Rồi kêu dặn đem nó cái bốn ra cái là nhìn cái xe đó hút liền luôn, chạy trong đã lắm anh em. Hơi bị sướng, chạy có cảm giác liền. Xe này giờ nó tầm khó chịu ta. Sự luôn này gắn gặp cánh siêu bắt nữa rồi chứ, chạy là tê tái luôn. Chắc mình sẽ lấy chiếc xe này mình đi tour một chuyến luôn anh em ơi, đi thử một chuyến tour thử coi nó tới đâu. Quá là tê, chạy có cảm giác dữ luôn. Chắc nhiều bạn coi, nếu mà coi mình lâu thì chắc chắn sẽ biết chiếc xe này rồi, hot quá trời rồi, những coi những clip triệu view rồi đó anh em. Không, anh em đứng chung như dàn xe nổ rồi cũng như Vinh luôn chứ không có bùm bùm gì hết, như xe Vinh không khác gì hết anh em thấy không. Đi phố đã lắm, sướng tê tái luôn. À, cái chiếc Suzuki của mình là anh em, là hồi trước mình hay quay nó, nay cũng làm năm tư Vinh chích rồi, dữ lắm. Để mai mốt mình lấy xe của mình mình quay cho anh em xem. Xe đi nổ tầng tầng ngồi trong sợ vậy. Nó tặng tặng rồi như trực thăng đi ra nhỏ nó tặng anh em. Nó
chung đi phố thì cực kỳ thích luôn. Nó bị nhẹ nhàng. Giờ xuống rồi, đá xuống rồi bay bổng. Trời ơi, bán thận để mua chiếc xe này qua cho anh em xem đó. Đồng hồ này không dùng được cái gì hết lên. Gắn cho có rồi chứ coi được số rồi. Công mét cũng gỡ, chứ công mét nào mà chịu nổi cái xe này. Còn cái báo xăng này, báo xăng của FI mình nghĩ không gắn qua xăng cơ được rồi. Cái phao xăng nó khác nhau. Để mình coi thử mình muốn gắn hồ Uma thử này nó có gắn được không anh em. Anh em thấy đứng chung với xe vậy, đứng dừng lại không? Cũng chả có nghe tiếng mình mấy không anh em. Đi ra nhỏ tầng 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 bị lụp bụp khó chịu ghê không hơn. Má chị nó hút quá, nó chào anh em à. Chú này chào quá. Như vậy với lại cái thân hình nhỏ bé mà sở hữu cục máy nó mạnh quá, nó không chào anh em ơi. Chạy không thể nào mà quét được cái máy này được. Cái kiểu xét nó không có đầm lắm á anh em. Mình coi, mình muốn cửa lại thiết kế lại chứ. Ủa hơi bị cứng. Nó cũng không có đầm. Thả nó 54 rồi còn chạy được. Này nó 62 dinh chích. Rồi còn FI nữa chứ. Trời ơi là trời. Thân hình nhỏ bé mà mang cái tâm hồn bự chà bá đó anh em. Cũng khó khăn dữ lắm. Khó cho người chạy nữa, cũng khó cho nó luôn. Có nào chạy rớt cái sườn không trời. Giờ đây vậy sao không có gặp cái chiếc, không có gặp mấy Racing Boy nào ta. Gõ cái thứ cái hướng nào ở đầu ra anh em. Phải có Racing Boy nào cũng gõ thử cái anh em. Dữ quá mà cái xét nó nhỏ. Nói chung là anh, tôi biết là anh em ghiền cái xe dữ lắm rồi. Anh em cứ kêu siêu x 62 hoài thôi. Chạy ra nhỏ nó blub nổi thằng thằng ghê thiệt chứ. Anh em nè. Thấy không? Nghe. Cái video đề mua mình lấy chiếc siêu ớt này ra mình quay cho anh em xem giải trí. Anh em nào mà có ý tưởng gì hay về cái chiếc xe này thì anh em comment ở dưới mình sẽ thực hiện đủ hết cho anh em nha. Đó. Thì cảm ơn anh em đã dành thời gian quý báu để xem video này. Thì video này chủ yếu là thông báo với anh em là nay mình đã lấy chiếc siêu ớt này rồi. Sắp tới thì có nhiều video hay với chiếc xe này nha. Đó. Anh em nào mà thấy hay thì nhớ để lại cho mình một like, một đăng ký nha. Ở đừng quên nhớ có ý tưởng gì hay gì chiếc xe này cứ comment ở dưới nha. Ok, thân ái chào tạm biệt tất cả anh em. Giờ về thôi anh em ơi.
1k tới nhà.